Chào mừng các bạn trở lại với kênh của Thanh Quay. Ngày hôm nay Thanh Quay đi đám giỗ chị Hai các bạn. Mình ghi lại vài hình ảnh để gửi cho các bạn xem cho vui nha. Hôm nay là ngày 19 tháng 12 các bạn. Đang đám giỗ của chị Hai mình đây. Mấy chị em đang làm món chuẩn bị đám giỗ nha các bạn. Bà thử nấu rồi ra. Ê không có liệu bảy nha chị Bảy ơi. Là dưa cải. Mười sáu này khỏe mười sáu. Má con á. Má con mấy ngày nay bà nói mắt bà sốn sốn hoài luôn á. Sốn sốn mà nhỏ thuốc cái này đầu bà hết. Ừ. Bà chị Bảy nghe các bạn. Bảy đẹp nhất thế giới nha. Thử nấu rồi nè, bữa nay làm mấy món bà. Đây nè, cái bà thử nấu nè nha. Để coi cái món này món gì. Quá trời nồi bò kho luôn à. Cái gì mình nấu sao đẹp chứ. Ờ, để cái nồi bò kho đẹp không các bạn. Quá đẹp luôn. Đẹp giống mà thử nấu luôn đó. Nó không vô à. Trong áo nè. Đây là bà sẽ nấu nha. Còn cái món này món gì nữa đây mà đang nấp lại đây. Gà hấp hả? Chưa có mở được các bạn ơi. Đang hấp chưa mở được. Anh Bảy bữa nay đi làm gì chị Bảy? Ông đi đâu rồi không biết nữa. Cho ông đi hoài cái gì cũng có bà khác đó nha. Ờ đừng có giỡn mặt với ông rồi nha. Bỏ cái này là món gì chứ sao? Này này là cù lao hả? Chưa gì trơn, chụp gì? Chạy, quay từ từ, từ từ. Cái này quay rồi hồi nữa thành món quay đây luôn. Này là giò viên cá hả? Thịt giò viên. Bên này nữa. Đây là chị Sáu nha các bạn, chị Sáu của Thanh Quay. Nồi nước lẩu hay vậy bé? Dạ. Nước. Nước lẩu. Ồ. Cháo nha các bạn. Cháo của mình, cháo. Cháo của Thanh Quay. Tướng hết biết cái tướng không, mới có 9 tuổi mà năm mấy ký luôn. 10 tuổi, năm nay 10 tuổi phải không? 10 tuổi năm mấy ký luôn. Ồ, mấy món lẩu là nhìn màu đẹp quá ha. Thôi thiếu không đó nha. Quên anh qua quên cũng sáu đi đánh dỗ này. Mệt, ra ngồi có về không ăn không hay nữa. Cái món lẩu này nhìn hấp dẫn quá ha. Màu sắc là đẹp ghê trong kia. Chơi chơi gì?
má này lắm đấy. Mai quấn này hả? Mới điện mà nó như cắm xuống rồi, đợi lon xuống vô. Cái này ai cũng tặng hắn chứ trời. Ho tôi ho không gầy 5-6 ngày chứ hết. Đây gà hấp sắp xong đây nha. Đâu gà đâu? Nó xong hồi nó ra dĩa mới đẹp. Món gà hấp nha các bạn. Mới chín tới. Chút xíu nữa mày là mới ra dĩa mới, được. Mới thành phẩm. Đẹp quá, nhìn gà thấy ngon quá, ngon luôn coi nè. Này hấp nấm gươm hả? Nấm gươm. Tủ hành. Có đốt nhang chị hai chưa? Ông Nhi. Ăn gì mẹ hớ có mấy cái sao? Mắm chấm đó, mắm chấm hôm lạ. Chấm đi. Chắc ớt. Đó, bây giờ ra món nữa nghe các bạn. Cái này là bò kho. Thấy đẹp. Cái này là gì chị bảy? Cái món này nè. Ớt thì đâu bé? Gà. Có này gà, gà hấp. Đúng rồi. Gà hấp. Này là bò kho, bên đây là gà hấp các bạn. Thịt kho, vịt. Bánh mì. Cái này là bịch nước cù lao, nước lẩu các bạn. Đây, cái thao này thao nước lẩu đây. Đây là mâm cúng đất đai các bạn. Ở miền Tây mình là bất cứ mình đám tiệc gì cũng phải có cái mâm đất đai hết nha các bạn. Đất đai cũng đầy đủ luôn. Lại là bàn thờ. Mình cũng cho bàn thờ các bạn. Đây là chị hai của mình các bạn. Còn đây là thằng cháu. Hai mẹ con ở trên một bàn thờ luôn. Thằng này là thằng thứ hai. Hai mẹ con cũng ở trên bàn thờ luôn các bạn. Cái mâm này chuẩn bị nhậu các bạn ơi. Dọn ra chuẩn bị nhậu. Vô. Biết rồi. Ờ khu gì đó, không biết khu gì. Ngồi luôn đi, ngồi luôn, ngồi. Dài đó, thấy không? Vô tờ đốc quá, thằng gồm quá nhậu. Gồm... Vô, vô. Gồm sáng đêm hôm, đủ cái kèo chết. Ghe chứ không? Hả? Đủ coi ghe chứ không? Dạ anh là anh tù, anh đâu có nhậu. Đây chưa chân một cái gì. Anh quay vậy. Đi vô. Ủa, phụ mày chưa vô hả? Suy nghĩ về nước Mỹ hả? Rồi đi, rồi đi, tao đâu có ngồi đâu. Sao không ngồi đứng không hay vậy? Câu uống một ví rồi cho. Cho bà này mới ngồi. Vô luôn hả? Đây bà tôi nấu vô luôn nè. Để đi. Anh ngồi hồi nó ngồi chung với ba bạn nữa. Ừ. Chí Nhân sao nào xuống 10 lót. Bình nát rồi nè, cho chú ba nó được. Thằng
Ông phải ông nghĩ gì hoài luôn à. Ông giàu cầm chung đi được. Tính hơn. Có 20 năm trước rồi. Cái giá hơn là cỡ. Có hơn bây giờ. Vì ăn ăn là ăn nhưng mà trồng nhiều rất là nhiều luôn, nhiều dữ lắm, nhiều diện tích nó cao rất là cao. Nhưng mà có cái này đâu có loài chim đâu. Không có tập trung vào cái tháng nào hết. Nó nói không là mà nó đốm mấy nhậu. Đi tùm lum hết trơn á. Bị gì ta chủ động được. Nó làm cái mùa vụ được. Tôi hết sợ đó, còn sợ sợ mấy người sắp xa rồi. Không á, cái nhà là phải đổ gì đó là một cây nó 6 triệu lên nó tới có thu hoạch. Thì ví dụ như 304 năm đầu thì cái đầu tư nó hơi nặng hơn cái ngày vụ, nhưng mà mỗi vụ nó cũng phải đầu tư cho mình. Mà sao mình để trái mà cây sầu kia mà nó lỡ có xi nó thì ngủ. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu thấy video hữu ích thì cho Thanh Hoa xin một like và đăng ký rồi các bạn. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.